Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa ngày thứ hai mùng 7 tháng 8 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi. Vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo họ không cần phải đi đâu hết. Chính anh em hãy lo cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê những mẩu bánh còn thừa. Người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, Chúa Nhật lễ Chúa hiển dung. Chúa đưa 3 môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên trên một ngọn núi cao và Ngài biến đổi hình dung mạo của Ngài, trắng tinh như mặt trời, sáng như là ánh sáng. Đức Giêsu cho 3 môn đệ thấy trước được vinh quang mà Ngài sẽ được sau khi Ngài hoàn tất sứ mạng chịu chết cho con người. Sống lại và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Chắc chắn là đây là một cái lời động viên cho 3 môn đệ để cho các ông ấy có thể cùng đi với Đức Giêsu trên con đường thập giá. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta luôn luôn khẳng định với nhau và xác tín một điều: đi theo Chúa phải trải qua gian khổ mới được vinh quang. Thường thì chúng ta muốn được vinh quang ngay mà không muốn chịu gian khổ, giống như là ông Giacôbê và Gioan ấy. Xin với Thầy Giêsu cho con được ngồi bên tả bên hữu trong nước của Thầy. Đức Giêsu hỏi là anh em có uống nổi chén đắng Thầy sắp uống không? Họ trả lời là uống nổi. Họ nói như vậy nhưng mà thật sự họ cũng không hiểu chén đắng nó kinh khủng là như thế nào. Thế thì hôm qua Đức Giêsu cho 3 môn đệ thấy trước vinh quang mà Ngài sẽ có sau khi trải qua cái chết và sống lại. Và chắc chắn đây là một cái điều để động viên cho các tông đồ, cho 3 ông này nói riêng và cho tất cả các tông đồ và cho tất cả chúng ta. Đi theo Chúa để được vinh quang, chúng ta cần phải chịu đau khổ và cùng chết với Đức Giêsu. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy nghe tin ông Gioan tẩy giả chết. Chúng ta biết là ông Gioan tẩy giả chết là vì vua Herodê, tiểu vương Herodê chặt đầu người công chính, đã có một cái chết hết sức là thương đau như vậy. Thực sự thì nói chung là chúng ta đi theo Chúa thì nhiều người trong chúng ta cũng vẫn muốn là xin được ơn chết lành. Và cái chết lành của chúng ta hiểu theo nghĩa là không có đau đớn, nhẹ nhàng như là một giấc ngủ. Dĩ nhiên là Chúa cũng biết, Chúa cũng hiểu chúng ta như vậy. Thế nhưng mà chúng ta thấy Đức Giêsu chết đau thương trên thập giá. Và chắc chắn là cái chết của Đức Giêsu là cái chết lành, lành của tất cả những cái chết lành. Và Ngài chết nhìn theo con mắt của loài người là hết sức là đau thương trên thập giá. Rồi ông Gioan tẩy giả chết là vì chặt đầu. Rồi tất cả các thánh tử đạo của chúng ta cũng người thì chặt đầu phanh thây rồi chẳng còn xác. Thế thì chúng ta cũng chúng ta cũng xin Chúa thêm sức cho chúng ta, để cho chúng ta không có trốn tránh đau khổ, nhưng mà chúng ta đón nhận tất cả những đau khổ, giống như là các thánh tử đạo ra pháp trường đấy. Đón nhận cái chết hết sức là đau thương nhưng mà rất là vui tươi, thì chúng ta cũng phải nài xin Chúa ngay từ bây giờ. Nài xin Chúa ngay từ bây giờ, xin cho con biết đón nhận đau khổ, để mai đây nếu giả như con có mang một cái căn bệnh đau đớn thì xin cho con cũng vui vẻ đau đớn cho đến chết. Thật sự thì cái điều này nó cũng hơi ghê, hơi sợ đấy. Nhưng mà thôi thì chính vì mà chúng ta biết là nó sợ sức chúng ta không chịu nổi, thì chúng ta nài xin Chúa ngay từ bây giờ. Chúng ta làm nhiều việc lành phúc đức, làm nhiều việc lành bác ái, để xin Chúa thêm ơn, thêm sức, để chúng ta không có trốn chạy những cái đau khổ, nhưng mà chúng ta đón nhận những cái đau khổ với một cái tâm hồn hết sức là cảm mến, hết sức là tạ ơn, vui tươi ha. Khi nghe tin ông Gioan tẩy giả, khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt.
Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Nghe tin ông Gioan thầy giả chết vì chặt đầu thì chắc chắn là Đức Giê-xu ít nhiều cũng đầy tâm trạng. Ít nhiều thì cũng có những cái tâm trạng. Cụ thể là bài tin mừng ngày hôm nay thoáng qua một chút cho chúng ta thấy là Đức Giê-xu xuống thuyền đi đến một nơi hoang vắng. Chắc chắn là Đức Giê-xu cần có thời gian để chiêm niệm. Và Ngài cũng biết rõ rằng là ông Gioan thầy giả chết vì chặt đầu như thế, sứ mạng của Ngài chắc chắn là còn phải đau thương hơn như thế nữa. Sứ mạng của Ngài phải đau thương hơn như thế nữa. Thế thì khi Đức Giê-xu lánh riêng ra một nơi thanh vắng, chắc chắn là Ngài cũng muốn gọi là có thời gian để suy gẫm đó. Thì đám đông dân chúng lại ùa đến rồi thấy họ chữa lại chạy lòng thương. Con nghĩ đây cũng là một cái bài học. Con cũng phải tập cái bài học này. Mặc dù với cá nhân mình thì cũng có những cái cần phải riêng tư, cũng có những cái là ta thương lấy mình, chạy lòng thương mình. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn phải biết chạy lòng thương người khác nữa, để hy sinh cái riêng của mình. Cụ thể trong bài tin mừng ngày hôm nay, có thể Đức Giê-xu muốn sau khi thấy ông Gioan thầy giả chết một cách đau thương như vậy thì Chúa cũng cần có thời gian để mà chấp nhận thương đau, để mà cảm nhận. Nhưng mà thấy đám đông dân chúng đau khổ quá thì Chúa cũng quên đi chính mình. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua thức ăn. Đức Giê-xu bảo họ không cần phải đi đâu hết, chính anh em hãy cho họ ăn. Đây là cái điều mà chúng ta thấy được cái lòng của Đức Giê-xu nhé. Khi thấy người nghèo đến, họ không cần phải đi đâu hết. Khi thấy người nghèo đến, đối với cá nhân con thì dĩ nhiên là linh mục như chúng con thì chúng con cũng chỉ có một chút tiền người này người kia giúp thôi. Thế nhưng mà con cũng nói với ban bác ái rằng là thôi thì bất cứ ai đến tùy theo cái quỹ của mình. Nhưng mà không nhiều thì ít, bất cứ ai đến với mình thì cũng có một tí cho người ta. Không nhiều thì ít, tùy theo cái quỹ của mình. Nhưng mà thôi thì chúng ta cũng cứ phải như vậy. Nói thật với quý ông bà và anh chị em, ban bác ái của chúng con chưa bao giờ mà chúng con gọi là dám có cái lương bổng gì cho bản thân hết. Các anh các chị làm việc cũng vậy. Rồi, ví dụ như là ngày Chủ nhật hay là ngày thứ sáu chúng con phát cơm đi, thì tới nấu ăn phát cơm xong rồi là nhà nào về nhà đấy thôi, chứ cũng không có không tức là các anh các chị trong ban bác ái cũng không có nhận phần, tức là chia hết cho họ. Nhưng mà thôi, nói ra thì xem ra có vẻ hơi là kể công, chúng con không muốn kể công gì cả. Nhưng mà cho đi thì Chúa lại cho lại, chúng con xác tín cái điều đó. Chúng ta thấy Đức Giê-xu là sau khi ông Gioan thầy giả quá bị chặt đầu như vậy, Chúa Giê-xu cũng muốn lánh riêng ra một nơi để mà nghỉ ngơi, để mà chiêm niệm như vậy. Nhưng mà thấy đám đông dân chúng đau khổ quá rồi thì thôi rồi cũng phải hy sinh bản thân mình, lo hết cho họ. Các môn đệ chúng ta thấy rất là rõ ràng hai cái thái độ này. Các môn đệ thì nói với Chúa rằng cho họ đi về đi để họ vào các làng mạc mà tự mà lo lấy thức ăn. Vì các môn đệ cũng biết rằng mình cũng chẳng có thể lo được cho họ cả. Nhưng mà Chúa Giê-xu khẳng định là họ không cần phải đi đâu hết, anh em phải lo cho họ. Ở đây các ông trả lời là ở đây chúng con chỉ có vòn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, Người bảo đem lại đây cho Thầy. Thế thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Cuộc sống của chúng ta thì đầy rẫy những người nghèo. Ở Việt Nam thì nghèo 1, Campuchia thì nghèo 10. Thật sự thì với ban bác ái của chúng con bên Campuchia thì chúng con cảm thấy là không biết làm bao nhiêu cho đủ. Thế nhưng mà lấy cái kinh nghiệm ngày hôm nay, anh em có cái gì? Thế thì quý ông bà và anh chị em, có thể một tháng chúng ta chỉ có 50 ngàn thôi. 50 ngàn này không thể là làm bác ái được cho một gia đình, một phần quà một gia đình cũng phải hết 200 mấy, 300 ngàn rồi. Mình có 50 ngàn thì làm sao? Thế thì các môn đệ ngày hôm nay nói với Đức Giê-xu là chúng con có 5 chiếc bánh và 2 con cá thì làm sao mà làm gì được. Thì Chúa bảo đem 5 chiếc bánh và 2 con cá lại đây. Thế thì nếu mỗi tháng chúng ta chỉ có 1 đồng thì cứ góp 1 đồng vào chung, góp 1 đồng vào chung dâng lên cho Chúa. Rồi Chúa làm. Thì con nghĩ là bác ái là như vậy. Mỗi tháng chúng ta cố gắng dành dụng được bao nhiêu thì dâng cho Chúa, rồi Chúa làm. Các môn đệ nói bây giờ tất cả gia tài chúng con chỉ còn 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa bảo đem lại đây. Người bảo đem lại đây cho Thầy.
Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai đấy đều được ăn và được no nê. Đây cũng là một cái bài học cũng rất là hay nhé. Nếu chúng ta có 1 đồng, chúng ta đem cái 1 đồng ấy cho người nghèo thì cũng là điều tốt. Thế nhưng nó sẽ không tốt bằng cái việc mà chúng ta dâng 1 đồng cho ban bác ái. Dâng 1 đồng cho ban bác ái nhé. Rồi coi như là dâng cho Chúa, ban bác ái dâng lên cho Chúa, rồi Chúa trao lại cho người nghèo. Và nếu chúng ta đi trực tiếp cho người nghèo thì đấy là cái việc của chúng ta thôi. Nhưng mà khi chúng ta dâng cho ban bác ái, rồi ban bác ái thay mặt Chúa chia sẻ cho các gia đình nghèo thì nó sẽ được, mọi người sẽ được ăn và được no nê ha. Chúng ta thấy là các môn đệ không phải lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá chia trực tiếp cho những người nghèo không. Các ông ấy dâng 5 chiếc bánh và 2 con cá cho Chúa, rồi Chúa dâng lời chúc tụng xong, rồi Chúa trao cho các ông, rồi các ông mới đem đi phân phát. Và tất cả mọi người ăn đều được no nê. Những mẩu bánh còn thường người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Chúng ta thấy số lượng người ăn là 5.000 người. Đàn bà và con trẻ ăn phải mười mấy nữa. Một ông đôi khi 2-3 vợ, rồi lại cả 3-4 đứa con. Thì 5.000 người đàn ông thì cũng phải là 10.000 người đàn bà và 20.000 người con trẻ chẳng hạn. Nhưng mà tất cả đều được ăn và được no nê. Thế thì đây cũng là một cái bài học bác ái cho tất cả chúng ta. Nếu có 1 đồng hãy dâng cho Chúa. Nếu có 1 đồng hãy dâng cho Chúa. Rồi làm cho người nghèo được no nê, đó là việc của Chúa. Việc của chúng ta là dâng. Việc của chúng ta là dâng. Còn làm cho người nghèo no thỏa là chỉ có Chúa mới làm cho người ta được no nê thôi. Chứ chúng ta không thể được. Vì thế thì con cũng thay mặt cho tất cả quý ông bà và anh chị em, và cũng thay mặt Chúa để hàng tháng chia sẻ hết sức có thể, chia sẻ hết sức có thể cho những người nghèo, người nghèo ở Việt Nam cũng như người nghèo ở Campuchia. Con cũng xin được báo cáo đến tất cả quý ông bà và anh chị em như thế. Và như vậy là chúng ta cũng hết sức là tạ ơn và bình an rồi. Chúng ta có mỗi tháng có một chút, có bao nhiêu thì chúng ta cứ dâng cho Chúa, rồi Chúa sẽ có cách để cho những người nghèo được no nê ha. Rồi con cũng xin nhắc lại thông báo như con đã thông báo cách đây khoảng 2 tuần, đó là những gia đình nào muốn xin phép lành tòa thánh nhân kỷ niệm 5 năm 10 năm, chúng ta phải chẵn nha, 5 10 15 20 25 nhân kỷ niệm hôn phối, xin phép lành tòa thánh nhân cái kỷ niệm gì đó, nhưng mà thường nó là cái con số chẵn. Thì chúng ta vui lòng, nếu mà kỷ niệm hôn phối thì chúng ta cho biết tên thánh và tên đầy đủ của vợ chồng này. Đấy, ngày thành hôn và xin kỷ niệm hôm nay đó là 5 năm hay là 10 năm 20 năm nhé. Thì cứ gửi tên thánh, tên đầy đủ, địa chỉ giáo xứ và số điện thoại nhé. Rồi đến cuối tháng này là hết hạn, cuối tháng 8 là hết hạn. Được bao nhiêu thì con sẽ gửi qua Roma để xin phép lành, và khi nào có rồi thì con sẽ thông báo, rồi con sẽ gửi bưu điện cho tất cả quý ông bà và chị em. Rồi còn tiền như thế nào thì đợi khi nào xong rồi hết bao nhiêu thì con sẽ báo nha. Tất cả những gia đình nào muốn xin phép lành tòa thánh thì cho biết tên thánh, tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ, giáo xứ, gửi về cho chúng con. Giờ đến cuối tháng là hết. Con sẽ gửi qua Roma để xin phép lành tòa thánh. Rồi còn tiền bao nhiêu thì con nghĩ chắc mấy trăm hay là bao nhiêu thôi, chứ không có nữa, khoảng là 2-3 lễ gì thôi. Thì tiền bao nhiêu thì con sẽ báo sau. Để trước mắt thì con, để con gửi qua bên đó để cho quý cha làm phép lành tòa thánh cho ông bà và anh chị em hết nha. Tên thánh này, tên đầy đủ nè, của cả vợ chồng nhá. Rồi ngày thành hôn nhá. Rồi giáo xứ, địa chỉ và giáo xứ của mình, cũng như số điện thoại của mình để con liên lạc. Con xin hết lòng cảm ơn quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em.